Đại Hữu Như, xã Minh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, con của cụ Nguyễn Thị Toàn, sinh năm 1923, tại thôn Chu Xá, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, người đã chắp cánh ước mơ cho nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp hiện nay. Gia đình nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp hiện đang có 4 thế hệ biết hát quan họ. Mẹ là cụ Nguyễn Thị Toàn, bà Nạp, ba con gái Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Tú và cháu Nguyễn Anh Tuấn, con của con gái Nguyễn Thị Hằng. Trước đó, vào năm còn trẻ, cụ Nguyễn Thị Toàn, mẹ của nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp, cũng là những người đam mê và hát quan họ rất hay, nổi tiếng ở bên bờ Bắc sông Cầu. Do đó, nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp đã sớm tiếp thu được những tinh hoa, nét đẹp văn hóa quan họ truyền thống của vùng quê Kinh Bắc. Thì Kim Loan nơi ơi là như đường bạn la này ơi ơi là rằng ở đây ơi là mấy em bên ơi là như đường bạn là có là mây kim này ơi à, là loan ơi này còn không là bên tình rằng không hay đã là sinh ra và lớn lên ở thôn Hữu Nghi là một trong năm làng quan họ cổ của huyện Việt Yên, vùng Kinh Bắc xưa. Từ nhỏ, nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp đã nặng lòng đam mê hát quan họ. Thời niên thiếu, sau những lần làm đồng xong, nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp thường cùng các bạn tham gia hát đối đáp. Những lần thua cuộc, nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp đã về nhà quyết tâm học tập, những lần sau tham gia hát đối đáp đạt kết quả cao hơn. Để được đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú như ngày hôm nay, nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp đã ấp ủ trong tâm hồn niềm tự hào về quê hương Hữu Nghi bên bờ Bắc sông Cầu. Cụ tôi trước là cụ tôi học cái câu hát cái bài quan họ của Tượng Mận Thuyền ấy. Thế là tôi bé tôi nghe thì tôi cứ thích tôi ham. Thế là tự dưng là tôi cứ ham thích quan họ từ bấy giờ đến năm nay, từ năm 13 tuổi là tôi đã thích biết hát quan họ ấy. Thứ hai nữa là gia đình nhà tôi mà cách đây 8 năm là cụ tôi mới mất thì là gia đình nhà tôi 4 thế hệ ngồi trong nhà hát. Bây giờ là còn ba, tôi và ba đứa con gái tôi đều hát quan họ, một thằng cháu trai biết hát quan họ đấy. Thì khi tôi bé, bố mẹ tôi sinh tôi ra, tôi bé lớn lên 13, 14 rồi tôi được nghe các cụ, ông bà tôi dạy hát quan họ và tôi học theo và ông bà tôi dạy sau đến bố mẹ. Và hai nữa là tôi cũng được học hỏi quan họ các cụ ở làng, rồi lại sang bên thành phố bên Bắc Ninh. Sang Bắc Ninh tôi học các cụ nghệ nhân ở bên Bắc Ninh. Tôi cũng được học hỏi và tôi cũng được theo dõi các cụ về cái nền quan họ cổ. Về cụ cũng bảo là nếu mà con mà học hát cái quan họ ấy, đã ngấm vào người thì con phải giữ gìn cái nền quan họ làm sao cho vững chắc, đừng bỏ. Mà tôi đến giờ tôi cũng không bỏ. Bây giờ tôi vẫn hát mà lúc nào tôi vẫn nhấm chứ không lúc nào tôi tha được cái. Là hồng riêng luôn những ngậm nghĩ này chiều qua đi
trước hiện mai thầy con là chỉ mỹ thương lượn là bay quanh nghi quanh nhà nhà đàn chim này thưa gọi đàn chim này thưa giao tình tình nổi thì nữa tin bạn trên đường mà sang có chơi. Tuổi thơ đã được đắm mình trong những lời ru của mẹ, những câu quan họ mộc mạc đã thôi thúc nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp tìm đến các nghệ nhân trong vùng để sưu tầm, học hỏi những kỹ năng trong việc trình diễn loại hình nghệ thuật này. Niềm đam mê ca hát cứ lớn dần và trở thành một phần không thể thiếu với cuộc sống của nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp. Để rồi, cùng những liền anh, liền chị, hun đúc, bồi đắp, gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau. Để bảo tồn văn hóa quan họ truyền thống, nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp đã tham gia truyền dạy các thế hệ yêu thích và hát quan họ ở các câu lạc bộ, trường trung học cơ sở và con cháu yêu thích trong gia đình, số lượng đã gần tới 70 người. Hơn 70 năm qua, những làn điệu quan họ cứ ngấm sâu vào tâm hồn theo suốt cuộc đời nghệ nhân. Mỗi khi làng mở hội, nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp lại cùng các liền anh, liền chị quan họ hát giao duyên. Nghệ nhân đã dần như cây đại thụ quan họ của thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn và đã được phong tặng danh hiệu cao quý là nghệ nhân ưu tú năm 2023. Nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp chia sẻ, quy tụ được nhiều thành viên đã khó, song làm thế nào để mọi người hiểu và hát quan họ thật hay, đi vào lòng người càng khó hơn. Nhất là hát quan họ lời cổ, hát không nhạc đệm, đặc trưng của hát quan họ là vang, rền, nền, nầy. Để đạt được những yếu tố này, đòi hỏi người hát phải luyện tập kiên trì, bền bỉ, từ kỹ thuật lấy hơi, mở khẩu hình đến cách luyến lánh mới có thể tạo nên sắc thái âm thanh đặc trưng của phong cách hát này. Không chỉ đơn thuần biết hát, nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp và các thành viên trong câu lạc bộ còn phải hiểu cái hay, cái đặc sắc văn hóa quan họ. Đó là cách ứng xử khéo léo, tế nhị, kín đáo. Nhiều người ban đầu tham gia câu lạc bộ vẫn còn bỡ ngỡ, chưa thuộc lời, chưa biết lấy hơi, luyến lánh, đã được nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp kèm cặp, hỗ trợ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Người ít giờ cũng có thể hát đến 20 bài, người nhiều có thể đến vài chục bài. Riêng nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp có thể hát được rất nhiều bài quan họ lời cổ. Nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp cho biết, để nâng cao kỹ thuật hát, bà đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ của nhiều nghệ nhân tên tuổi, những giảng viên chuyên nghiệp, chuyên gia lĩnh vực quan họ của tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Mấy thập kỷ trôi qua, trải qua biết bao khó khăn, thăng trầm ở làng Hữu Nghi, nghệ nhân Nguyễn Thị Nạp vẫn quy tụ, truyền dạy cho hàng trăm người dân trong thôn, trong xã, học sinh trường trung học cơ sở biết hát quan họ, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương phát triển. Ở nhiều hội diễn, liên hoan, canh hát do huyện, xã và các câu lạc bộ tổ chức đều có sự đóng góp tích cực của bà và các con, các cháu. Nhiều giải thưởng đã được trao cho hai mẹ con, cháu và câu lạc bộ con họ của thôn Hữu Nghi. Cứ mỗi độ riêng hai, được đắm mình trong không gian của hội hè đình đám, của sắc xuân phơi phới, để rồi say đắm với những khúc hát ân tình của các làng quê vùng Kinh Bắc. Chắc hẳn, mọi người không thể nào quên hình ảnh thấp thoáng bên từng cổng làng, con ngõ nhỏ, những tà áo tứ thân, nón quai thao thướt tha, những ánh mắt lung liếng trao gửi tình tứ, e thẹn của những anh hai, những chị hai giữa độ xuân thì. Những câu hát thực sự đã làm rung động trái tim bao người mỗi độ xuân sang về câu hát làng quan họ quê tôi, tháng riêng mùa hát hồn, những đêm trăng ngát gọi, con sông cầu làng bao xanh. Quê hương đến hẹn lại lên, không biết bao mùa lễ hội trôi qua, trái tim các anh hai, chị hai lại thổn thức. Ai có về Kinh Bắc quê tôi, mà nghe quan họ, mà xem làng nghề. Ai về vùng Kinh Bắc mới thấy hết cái không khí náo nức, hồ hởi của một miền hội hát như dập dìu, mời gọi những liền anh, liền chị, quan họ Hữu Nghi
đã chảy hội từ làng này sang làng khác, rồi vượt sông Cầu sang giao lưu bên quan họ bạn ở phía nam sông Cầu. Nghệ nhân quan họ Nguyễn Thị Nạp và các liền anh, liền chị trong câu lạc bộ quan họ Hữu Nghi đã đắm say lối hát quan họ truyền thống không có nhạc đệm. Các liền anh, liền chị chỉ hát chay mà vẫn thể hiện được tâm sự, nỗi lòng, cái da diết khôn nguôi, khắc khoải của người quan họ, vẫn giữ được lối hát canh quan họ cổ truyền. Không mà thành già thất thì thôi này ô ai ơi, sự đã không thành già thất thì thôi đã mang là mang gì nữa đời chờ này ô ai ơi, chứ em với người cùng đi chứ đi một thuyền này ô ai ơi, chứ em với người cùng đi chứ đi một thuyền. Người ra là ra đừng lại để em lên, chứ trên thượng tầng này ô ai ơi, ở trên thượng tầng màn mi gấm mi màn gấm chăn quầy này ô ai ơi, ở trên thượng tầng màn nê gấm mi màn gấm chăn quầy. Chiều loan là loan dài tươi để gối mây, chứ em đợi chờ này ô ai ơi, bạn chớ ra về em mê vẫn đi ơ thầm, mà em vẫn không thầm này ô ai ơi, bạn chớ ra về em mê vẫn đi ơ thầm, mà em vẫn không thầm hai hàng là hàng châu lệ ơ, là đầm như mưa này ô ai ơi, dòng nước chảy xuôi hòn đá ơ mòn, hòn đá lờ mòn này ô ai ơi, dòng nước chảy xuôi hòn đá ơ mòn, hòn đá lờ mòn con tầm là tầm đến thác nghi ơ, để vẫn còn là con vương tơ này ô ai ơi, con tầm vương tơ nhện ni cũng y ơ, nhện cũng răng từ này ô ai ơi, con tầm vương tơ
nhìn cũng nhăn tơ. Bao giờ là giờ tớ nhận đi để được như là như tờ tầm này. Ô ai ơi, chứ em với người kết ngay hòa, kết ngay giao hòa này. Ô ai ơi, chứ em với người kết ngay hòa, kết ngay giao hòa.